Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Nam mô Đại Hành Bồ Tát Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam mô Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam mô Đại Hạnh Phổ Phật. Sau khi thầy lễ Phật xong, chúng con để đầu cung thỉnh thầy Quang Lâm Pháp Tòa. Và chúng con cùng thỉnh thầy kính mời tất cả đại chúng đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh thầy an tọa và kính mời tất cả đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin phép thầy để có đôi lời với đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý đồng hương Phật tử, sáng hôm nay ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024. Trong lòng thầy có thể nói ngày hôm nay ngày đẹp nhất của chùa Niệm Phật trong năm nay. Và thầy có thể nói rằng đẹp nhất đối với tất cả Phật tử Minnesota này. Quý vị biết vì sao không ạ? Vì chúng ta quá đầy đủ phước đức để được cung thỉnh một vị thầy đạo cao đức trọng, một vị thầy mà phải nói rằng không có ngôn từ nào để diễn tả cái đẹp, cái nhẹ nhàng, cái điềm tĩnh. Hay lắm, thầy học cả đời cũng được. Thưa đại chúng, giờ này đang hiện diện tại chánh điện chùa Niệm Phật. Có lẽ thầy không cần giới thiệu, thầy quý vị cũng biết người đó là ai. Tuy nhiên, để không thể bỏ qua cái phần giới thiệu được, cho nên thầy xin trân trọng kính giới thiệu với đại chúng trước mặt quý vị là một vị thầy, một vị sư huynh của thầy, một vị giảng sư rất là nổi tiếng, đó là Thượng tọa Thích Pháp Hòa, hay là chúng ta thường gọi một cái từ rất là thân thương, thầy Pháp Hòa thôi, chứ thầy nó chưa đã đủ hết tất cả hàm ý. Với một người mà đặc biệt như thế này thì thời gian và công việc rất là nhiều. Tuy nhiên Chắc có lẽ vì thầy sư huynh thương thầy, cho nên năm nay là một lần nữa được tình thương của thầy hoan hỷ để về lại chùa Niệm Phật nói riêng và đối với hàng Phật tử Minnesota nói chung, để chia sẻ pháp thoại trong một ngày tu học. Và đối với thầy thì không có ngôn từ nào để diễn tả, chỉ có một từ là perfect mà thôi. Dạ, và đến với đại chúng ngày hôm nay, thầy mặc dù sức khỏe không cho phép, nhưng thầy cũng vẫn vượt ngàn dặm đường xá xa xôi từ Canada về đây, cho nên sáng nay thầy xúc động lắm. Không biết thầy xúc động hả? Trời xúc động. Tuy nhiên sự có mặt của thầy đem lại một năng lượng rất là lành, và chúng ta hôm nay đầy đủ phước đức để ngồi nghe pháp thoại và tu học với thầy một ngày. Thì thầy không thể nào có thể mà nói thêm nữa, vì quý vị đã biết khá nhiều về một vị đặc biệt thế này. Và để không mất thời gian của thầy và đại chúng, chúng con giờ này xin đế đầu cung thỉnh pháp âm của thầy đến với đạo tràng chúng con. Nam mô Hoàng Nghĩa Tạng Bồ Tát. Dạ, kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt, xin mời đại chúng cùng ngồi tĩnh tâm vài phút nha. Và đại chúng tìm cho mình một cái ngồi dễ chịu nhất. Ngồi trên ghế cũng được, ngồi dưới đất cũng được, miễn sao quý vị ngồi một cái tư thế nào thoải mái. Nếu quý vị nào ngồi trên ghế thì ngồi giữ lưng cho thẳng, rồi hai lòng bàn chân của mình đặt bằng phẳng trên mặt đất. Quý vị nào ngồi trên ghế thì để làm ngồi sao mà hai cái lòng bàn chân của mình đặt bằng phẳng trên mặt đất, lưng vừa thẳng, hai vai thả lỏng. Các vị ngồi dưới đất cũng ngồi xếp bằng, hay ngồi bán già, hay ngồi thả lỏng hai chân, nhưng lưng vẫn vừa đủ thẳng, hai vai thả lỏng không có gập. Đầu mình giữ vừa chừng, không quá cúi xuống, cũng không quá ngước cao. Miệng khép lại và mỉm cười nhẹ. Đó là mình chỉnh cái cách ngồi, cái dáng dấp của mình. Và sau đó chúng ta hãy để tâm chú ý tới chóp mũi của mình. Chú tâm tới chóp mũi để mình biết mình đang thở vào và mình cũng đang thở ra. Mỗi giây mỗi phút chúng ta đều thở hết, nhưng cái khác của chúng ta là chúng ta không biết mình đang thở, nghĩa là chúng ta đang sống trong buông lỏng. Chúng ta không nhận biết được một bảo châu quý giá nhất ở nơi chúng ta, đó là từng hơi thở của mình. Nếu mình thở ra mà mình không thở vào thì cuộc sống sẽ chấm dứt, hoặc ngược lại, cuộc sống sẽ chấm dứt khi thở vào không thở ra. Cho nên khi nào mình còn thở vào thở ra được, đó là hạnh phúc, và đó là trân quý vô giá của mình. Bây giờ mình tập ngồi thật yên lặng, trở về với chóp mũi của mình, trở về với nội tâm của mình, để mình nhận diện được từng hơi thở đang ra vào. Thở vào biết rõ đây là hơi thở vào, thở ra biết rõ đây là hơi thở ra. Mình mỉm cười với từng hơi thở của mình. Khi nào chúng ta đang ngồi mà có một cái ý nghĩ khác nào xen vào, chúng ta liền nhận biết, buông nó ra, đừng có tiếp diễn theo dòng suy nghĩ đó nữa, mà hãy trở về với hiện tại bằng cách quán chiếu hơi thở, quán niệm hơi thở. Khi mình bị tê chân, mình đổi cách ngồi, nhưng trong khi mình đổi cách ngồi, tâm mình vẫn sáng suốt biết rõ tôi tê chân, tôi đang ở cách và mình nhẹ nhàng tiếp nhận mọi việc. Vào, thở ra. Thở vào, tôi đang xoa dịu thân tâm của tôi cho lắng xuống. Ra, tôi bình an mỉm cười từng phút. Vào, mỉm cười. Ra, bình an. Nhớ là mình để thả lỏng người ra và để cho hơi thở tự nhiên ra vào. Chúng ta không cần phải cố gắng bất cứ một cái gì hết. Ngồi buông thư và chỉ cần ngồi thật an yên, lắng xuống, chú tâm thì mình nhận biết là mình đang quán từng hơi thở. Breathing in, you are aware of your whole body. You are aware of all your thoughts. Nhớ là khi nào mình bị những cái suy nghĩ khác nó xen vào ngoài cái hơi thở thì chúng ta nhận diện, tiếp tục trở về ghi nhận từng hơi thở ra vào của mình. thở vào, thân tôi đã an. Thở ra, tâm tôi đã lắng. Thân an, thở vào. Tâm lắng, thở ra. Thở vào, thân an. Thở ra, tâm lắng. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gợi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn, nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tôi cũng đều những ai lạc bước mau dừng lại, tình giấc hôn mê thấy neo về. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thả thôi vâng. Lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Pháp thân tỏa sáng bụi ban mai, tình tòa lòng an, miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Kính ở đây chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024. Đủ duyên lành, một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại chùa Niệm Phật thuộc thành phố St. Paul, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Sau một năm rồi phải không? Năm ngoái cũng tháng 7, năm nay cũng tháng 7. Thưa đại chúng, ở bên tu viện Tây Thiên đang có khóa tu cho thanh thiếu niên, tức là các bạn từ 18 tuổi cho tới 35 tuổi. Và năm nay có gần 200 bạn về tu viện Tây Thiên để tham dự khóa tu 4 ngày. Thì, vì vậy cho nên trong suốt mấy ngày từ ngày 10 cho tới 11 Pháp Hòa chỉ ở nhà được với các bạn có 2 ngày, từ ngày 10 tây với 11 tây. và cũng không trọn hết, là bởi vì vừa phải lo có những buổi pháp thoại, rồi lại có những buổi tang lễ ở nơi khác, cho nên cũng phải chạy tới chạy lui. Ngày hôm qua phải bay qua đây là bởi vì đã có cái giao kèo đã ký rồi, và năm nay thì cho nên nó lại trùng vào cái khóa tu, vì vậy cho nên rồi cũng phải phân thân. Bây giờ quý vị hiểu chữ phân thân chưa? Trong kinh đó là phân thân. Thì hôm nay chúng ta được gặp nhau, và vì Pháp Hòa việc nhiều, ngày hôm bữa trước khi bay qua đây là một đêm không ngủ. Đêm hôm qua thì mất ngủ cho nên 2 đêm rồi mất ngủ, cho nên nếu có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ. Thưa đại chúng, ở trong kinh đó hay dùng cái từ là phân thân. Thí dụ như kinh Địa Tạng á, kinh Địa Tạng là cái phẩm thứ 2, phân thân cùng quyến thuộc. Tức là mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có quyến thuộc của mình hết, đúng không? Nhưng mà cái quyến thuộc này, ở ngoài chúng ta có quyến thuộc như bà con bằng hữu đó, thì cái đó gọi là gì? Thân quyến của mình. Nhưng mà chúng ta có một cái quyến thuộc mà nó làm cho mình được tăng trưởng, đó là Bồ Đề quyến thuộc. Mỗi người chúng ta có hai nguồn tổ tiên. Người mà cho mình cái thân này, tức là cái dòng máu chúng ta đang luôn lưu ở trong cơ thể chúng ta, đó là do cha mẹ, đó là huyết thống. Vì vậy cho nên tổ tiên mà chúng ta có đó, mang họ của tổ tiên nữa đó, thì cái này chúng ta gọi là tổ tiên huyết thống. Nghĩa là những người truyền thừa chúng ta tiếp nhận từ các vị tổ tiên đó. Nhưng mà chúng ta cũng có một nguồn tổ tiên thứ 2, đó là tổ tiên tâm linh. Những bậc thầy tổ đã cho mình sự hiểu biết, sự học hỏi. Ngay cả khi chúng ta đi học, các thầy mà dạy mình biết chữ, biết làm toán, biết lịch sử, biết khoa học vân vân, các vị đó cũng đều là tổ tiên tâm linh của mình. Nhờ các vị đó mà chúng ta mở mang hiểu biết. Bên cạnh đó mình còn có những bậc thầy đạo đức, như những vị ở trong nhà thờ, ở trong chùa, đã cho chúng ta cái nguồn đạo đức tâm linh. Vì vậy mà theo truyền thống của Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam, rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên bất cứ ngôi chùa Việt Nam nào, trừ trường hợp không có chỗ thôi, nhưng mà đa phần là khi thành lập chùa, xây dựng chùa, thì phía trước thờ Phật, phía sau thờ tổ. Chúng ta thường gọi cái từ là tiền Phật hậu tổ. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Nghĩa là phía trước thì thờ Phật, phía sau thì chúng ta thờ tổ. Và ở trong cái tổ đường đó chúng ta cũng chia ra. Nếu mà thờ tổ tiên tâm linh, tức là bàn thờ ở giữa, giống như ở đây vậy đó. Ở đây là chùa chuyên tu tịnh độ, cho nên thờ tổ Huệ Viễn, người khai cái nguồn tịnh độ tông ở Trung Hoa. Rồi từ tổ Huệ Viễn đi xuống cho tới các vị tổ khác, và vị cuối cùng đó là tổ Ấn Quang, theo sự phân chia của tịnh độ tông Trung Quốc. Tịnh độ tông Trung Quốc có 13 vị tổ. Khơi nguồn là Ngài Huệ Viễn đời nhà Tấn, đến Ngài Ấn Quang Đại Sư thời cận đại. Rồi bên cạnh đó, ở đây chúng ta cũng tiếp nhận cái nguồn thiền, cho nên phía sau Pháp Hòa cũng thấy có thờ tổ Khương Tăng Hội, có thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó, thì quý vị nghe những vị tổ đó thì mình biết, mình nhìn bằng thờ tổ ở giữa, đây là tổ tiên tâm linh, spiritual ancestor. Còn bên này là gì? Tổ tiên huyết thống là blooded ancestors. Như vậy thì phía sau tổ chúng ta có 2 bàn thờ. bàn thờ tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Và mỗi ngày chúng ta ráng ăn uống khỏe mạnh, rồi chúng ta nuôi dưỡng con cái cũng như bản thân mình để cho cái nguồn tổ tiên huyết thống được nuôi dưỡng và truyền thừa không có đoạn mất. Chúng ta cũng có bổn phận học hỏi tu tập để làm cho tổ tiên tâm linh của mình cũng không bị mất nguồn. Cho nên ở nhà mình, lớn nhỏ gì, chật hẹp gì, rộng rãi gì, chúng ta cũng cố gắng có một cái bàn thờ. Có cái bàn thờ Phật, đó là tổ tiên tâm linh. Ở dưới bàn thờ Phật, thờ ông bà, tổ tiên huyết thống. Ở đây chúng ta nói đến cái tâm linh đời sống, không liên quan gì đến vấn đề tôn giáo, đức tin, tín ngưỡng. Và tất cả chúng ta ai cũng phải có tâm linh huyết thống. Nếu mình là đạo Chúa thì ở trên mình thờ tượng Chúa, ở dưới mình để hình ông bà. Tại vì nếu chúng ta có cái bức hình của ông bà tổ tiên thì chắc chắn con cháu mình sẽ hỏi mình, ông này là ai, bà này là ai. Thì chúng ta có cơ hội giới thiệu, đây là ông ngoại của con, nghĩa là ba của mẹ. Thì mình nói như vậy thì đứa nhỏ đó, sẽ lấy cái hình ảnh nó để trong lòng. Rồi mai mà nếu mà mình kỹ càng nữa đó, thì ở trong bức hình đó mình phải chú thích ông Nguyễn Văn A sinh năm nào, mất ngày nào, mình dán hẳn vô cái hình đó luôn. Tại vì nay mai này mình già mình sẽ quên. Nhưng bây giờ mình chuẩn bị sẵn thì con mình nó sẽ nhớ. Mà nếu mình không có chú thích, không có biết để hình là ai, mai mốt mình để cả cuốn album lại mà con cháu mình nó không biết các vị này là ai. Tại nó sinh ở đây hoặc lớn lên ở đây và hoàn toàn không còn biết gì về tổ tiên nữa. Tới mình là hết. Thì nó cầm cái cuốn album đó, nó biết, nó nói tôi biết đây là my relatives, bà con quyến thuộc, mà tôi không biết ông này là ai, bà này là ai. Cho nên mình phải chuẩn bị. Thì Pháp Hòa nói như vậy thì đây là trở về chuyện tu tập. Khi mình tu tập thì cũng có nghĩa là mình đang nuôi dưỡng cái nguồn tổ tiên tâm linh ở trong mình, để mình làm sao cho cái ngôi nhà tâm linh của mình nó có bình an, có vững chãi. Mà cái ngôi nhà tâm linh có bình an á, thì cái ngôi nhà ở ngoài này nó mới vững. Nghĩa là nội tâm không an thì gia đình này nó cũng an. Ngôn từ, hành động sẽ không dễ thương. Từ đó đưa đến một cái gia đình thường hay ghi gỗ, nóng nảy. Cho nên á, mình muốn cái nhà mình nó an, nghĩa là cái nhà bên ngoài mình sống nó an, thì trong nhà bên trong này cũng phải an. Cho nên trong nhà này cũng là một ngôi chùa của mình, ngôi chùa nội tâm của mình. Thí dụ đây là một ngôi chùa vật chất, nhưng nếu mà cái ngôi chùa nội tâm của mỗi người ở trong ngôi chùa này không an, thì cái ngôi chùa vật chất cũng sẽ không an theo. Quý vị có đồng ý vậy không? Một cái chùa mà thầy trụ trì xuống cho đến người sống trong chùa, cho đến những người dưới bếp, cho đến những người trong văn phòng, mà người nào cũng bất an hết, thì chắc rằng cái chùa đó cũng sẽ bất an theo. Tại vì cái nguồn tâm nó như vậy thì lời nói nó không bao giờ nó khác được, hành động nó không khác được. Và từ đó nhắc tới cái điểm đó, ta nói trời ơi, chỗ đó có cái ông nóng tanh lắm, chỗ đó có cái bà dữ lắm. Thì ngôi nhà mình cũng vậy. Hãy nhắc tới bà nội nó thôi, đừng nói tới bà nội dữ lắm. Nhắc tới bà ngoại nó đừng nói bà ngoại la hoài. Cho nên trong nội tâm của chúng ta cũng là một ngôi nhà, cũng là một cái chùa. Chúng ta phải chỉnh chu để làm sao ngôi chùa trong, ở mặt tiền cũng như là ở bên trong, nó phải đầy đủ. Cho nên người Việt Nam làm gì xây nhà theo phong thủy, trước nhà cũng phải khoáng đãng một chút. Thà là cái nhà của mình đó, đầu chuột mà đít voi, nghĩa là cái phía trước nó có thể nhỏ một chút nhưng phía sau nó phải to, ý nói là cái hậu tốt. Nhưng mà nếu ngược lại, mà nếu mà ở phía trước đó đầu voi mà đứt chuột là tiền kiếp hậu hung. Mà người ta thì ta muốn gì? Lỡ có gì tiền hung phải hậu kiếp. Cho nên đó, cái chữ tiền Phật hậu tổ là cũng để muốn nhắc nhở chúng ta trước sau phải như một, gọi là thủy chung phải duy nhất. Đó là cái ý của người xưa. Hay là chúng ta là người có tu tập, chúng ta lấy cái tâm tư duy để chúng ta tìm được gì trong những từ ngữ và cách thức đó. Ngay cả các chùa trưng bày những tượng Phật, người ta cũng có cái ý, chứ không phải là muốn để gì để. Cái người mà người ta trưng bày có cái ý là người ta đều có cái để cho mình tư duy trong đó. Thôi vào ví dụ, có một cái ngôi chùa, có một cái bức hình, thì người đó là ngày xưa là một hoa hậu, một hoa hậu nổi tiếng, một tấm hình rất đẹp. Và sau khi người hoa hậu đó qua đời, người ta đã đem chôn cái người hoa hậu đó, và cuối cùng thì bốc mộ lên. Thì bốc mộ lên thì trong mộ đó là một bộ xương, thì người ta chụp hình cái bộ xương đó, người ta để bên cạnh bức hình của một hoa hậu. Và để người ta để trên bức hình đó ngày trước và bây giờ. Bây giờ nói theo ngôn ngữ của sửa sắc đẹp là before and after. Nghĩa là người ta before rất là xấu, phải không? After phải rất đẹp. Thì cái bây giờ mình cũng thế. Hồi xưa mình chưa tu, nó khác lắm. Tu rồi nó phải khác. Hồi chưa tu, muốn nói gì nói. Tu rồi, nói có suy nghĩ. Hồi chưa tu, đi ngang thấy cái bàn méo, biết cái bàn méo, nhưng mà không sửa gì hết. Tại vì sao? Không phải chuyện tôi. Bây giờ tu rồi, thấy cái bàn đã méo, chỉnh cho nó ngang. Hồi chưa tu đi ngang, thấy bao rác, biết bao rác, nhưng không có đổ rác. Vì cũng phải chuyện tôi. Giờ tu rồi, thấy bao rác, biết bao rác, đi đổ rác. Như vậy, tu và không tu không phải là cái chuyện tu là lên trển ngồi, tu ngồi dưới đất, hay là thọ giới rồi lên ghế ngồi. Chưa thọ giới ngồi dưới đất, thọ Bồ Tát giới lên trên ngồi, mới năm giới tuột xuống đó. Vậy cái đó không phải. Mà người ta sẽ nhìn mình để người ta biết mình tu rồi hay chưa rồi. Mà chữ rồi này khó ăn lắm. Có nhiều khi ta nói gặp mình ta nói thôi rồi. Thay vì mình nói tu rồi, thôi rồi. Ta thấy cách mình tu là thôi rồi. Ta hãy hỏi chị đi chùa bao lâu? Tôi ở chùa này 30 năm rồi. Ta nghe xong ta thôi rồi. Chuẩn, hỏi cần chỉnh. Quý vị hiểu được vào nó. Cho nên đó, ở trước lúc nào cũng là một bàn thờ Phật, ở sau là tổ. Nghĩa là chúng ta trước và sau đều là những bậc chúng ta cần phải nương tựa. Trước như thế nào, sau cũng phải thế đó. Nhà Phật gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Khi mình làm một việc gì, khởi đầu mình làm như vậy, ở khoảng giữa cũng giữ mình như vậy, và phía sau cũng trọn vẹn như vậy. Như đa phần chúng ta nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, hay là ra hiên. Nhị niên Phật ra hiên, người ta tam niên Phật với thăng thiên. Nghĩa là mình tôn hội Phật đi đâu mất tiêu. Có nhiều khi mình khởi đầu thì rất tốt, nhưng từ từ mình tuột mút. Cái khoảng giữa nó teo teo lại, cái tới lúc sau héo queo luôn, mất tích luôn. Cái này là tưng bừng khai trương nhưng mà âm thầm đóng cửa. Có nhiều khi mình đang làm một công việc đó, nửa chừng mình bị tác động, mình bị một cái tác động là mình lung lay, và thậm chí mình thối tâm, quay lưng và không còn tiếp tục. Như vậy chúng ta mới có đi được khoảng đầu mà chưa đi tới khoảng giữa. Nếu mình đã vững con đường mình đi. Pháp Hòa ví dụ, quý vị lái xe từ nhà quý vị đến đây, rồi có thể ai đó gọi hỏi anh đang đi tới đâu, mình nói nó nói chứ nó không phải trật rồi. Tại vì người ta đi từ khúc của người ta, người ta đi từ khúc của người ta thì người ta rành cái đường đó, nhưng mà người ta lại hướng dẫn mình đi cái đường đã mình đang đi, mà mình không rành đường của mình. Đường mình đi mình không rành, mình gọi alo cho người kia, người kia mới nói một hai câu, vậy hả, thôi để tôi quay lại, thì mình quay lại bắt đầu mình confuse, mình bị trật đường mất hướng, và từ đó mình lay hoay. Cuối cùng thì mình sẽ đọc, mình ngâm một bài thơ: lay hoay cũng hết một ngày, một ngày đã hết vẫn còn lay hoay. Mình cũng vậy, lay hoay cũng hết một đời đó. Từ hồi mình mới bắt đầu 18, 19 tuổi bước ra đời cái, giờ nhìn lại 50 tuổi mà cũng lay hoay, chưa được đi đến đâu hết. Tại sao? Tại vì tâm mình bất định. Cho nên đó, chúng ta thường đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Thường Trụ. Chữ trụ là ở cho vững. Cho nên vị ở chùa đó cho vững chãi để duy trì cơ sở và hướng dẫn đệ tử Phật tử cũng là trụ trì. Chữ trụ là vững, chắc. Chữ trì là duy trì. Như vậy chúng ta ở vững mà không chấp, ở vững để duy trì, thì cái tâm của mình nó vững chãi, không phải để chấp là tôi biết như vậy là như vậy, mà chúng ta biết vậy nhưng mà mình nhận ra được những cái biến đổi. Cho nên mình như vậy, như thị đó là mình như vậy mà sống, nhưng mà vẫn tùy thuận được tất cả. Cho nên sự duy trì của mình nó được lâu dài, bền bỉ mà không bị mai một, không bị cổ hủ, là bởi vì chúng ta biết nhận thức. Ở cái chỗ này nó đặc biệt là trụ mà không trụ, trụ để trì, trụ mà không có, trụ mà không cứng nhắc, không cố chấp, trụ mà vẫn trì, gọi là trụ trì. Vậy thì cái vị trụ trì không phải chỉ có ông thầy ở trong chùa, mà tất cả chúng ta cũng phải có cái bản chất của trụ trì. Nghĩa là chúng ta có cái bản chất của cái người vững chãi để duy trì, vững chãi cái tâm để duy trì cuộc sống. Mình vững chãi được cái đạo lý của mình để thích ứng với mọi người, mọi căn cơ. Phong Hòa ví dụ như mình vẫn giữ vững được cái lập trường là đi với con mình, hướng dẫn cho con mình, nhưng mình vẫn biết tâm tánh của con, tuổi của con, môi trường của con, bạn bè nó giao tiếp. Mình ở nhà không đi đâu, không giao tiếp, cho nên mình không bị gì hết. Còn nó khác, con mình ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, môi trường sống, và thậm chí tâm tánh của mỗi người con. Tại sao mình đến đứa con này mình nói cách này, mình uyển chuyển cách này, qua đứa con này mình làm khác? Vì mình biết được bản chất của mỗi đứa con, và chúng ta nhẹ nhàng lướt, thích ứng để làm sao duy trì được con cái, tình cảm, cuộc sống trong gia đình mà tâm mình vẫn vững như vậy. Cho nên cái chữ trụ trì đó không phải dành riêng cho một cái chức vụ, mà từ đó nó biến thành pháp tu. Nó biến thành pháp tu là trụ tâm cho vững để duy trì mọi thứ trong cuộc sống. Thì đại chúng ngồi đây, chúng ta đều phải như thế. Mình phải trụ cái tâm mình cho vững để mình có thể thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Tại vì sao? Tất cả các pháp trên thế gian này không có pháp nào ở yên hết, pháp nào cũng biến đổi liên tục. Xin thưa, một món thức ăn mình nấu, nếu mình đậy nắp lại, mặc dù mới nấu, nhưng đậy nắp lại, một hồi mồ hôi nó ra, thì cái nồi nó sẽ biến gì? Biến chất, biến mùi. Món ăn thôi nha. Rồi mình nấu xong mình để mình dỡ nắp ra, nhưng ở trong cái phòng nó quá nóng, lát chiều là bắt đầu có mùi. Rồi thậm chí có những món ăn có cái món gì trong đó rất dễ hư, ví dụ như đậu xanh, ví dụ như củ sắn, là những món rất dễ có hư và có mùi. Mình để vô mà cái hoàn cảnh đó, cái phòng đó không đủ mát, nó cũng có thể hư. Rồi có những món ăn mình nấu xong, mình đang nóng hổi, mình đẩy vô trong tủ đá, nó cũng sẽ hư. Cho nên một món ăn thôi, mình cũng phải biết cách giữ nó. Không biết cách giữ nó cũng hư, và thậm chí nó biến chất, không còn ngon như vậy nữa. Có phải không? Huống chi con người. Con người mà ở một cái môi trường hàng ngày phải nghe, phải thấy những cái điều không lành, trước sau gì cũng ảnh hưởng. Vì bản chất mình trụ tâm chưa vững. Mình tu chứ mình không có vững tâm. Và thậm chí mình là Phật tử nhưng không có biết gì về Phật Pháp, và chính không biết chánh Pháp, cho nên những cái Pháp khác nó xen vào. Phong vào ví dụ, người mình đang đứng mình nấu canh chua, người ta hỏi chị đang nấu gì? Bây giờ tôi nấu canh chua. Cho mình lấy me rồi mình dầm tới, ủa nấu canh chua sao nấu me? Thường thường ở nhà em nấu canh chua nấu một bột cà ri không à. Ủa vậy hả? Cho là bắt đầu mình dẹp cái me của mình đi, mình lấy cà ri mình để vô. Ở đây Pháp Hòa nói mình nhiều khi mình muốn làm đó, nhưng mà mình không có nắm vững cái chánh Pháp. Cái chánh Pháp là canh chua là bằng me, bột me hoặc là me dầm. Me mình hồi xưa mình nấu mình cho nước sôi vô cái rồi mình dầm mình chắc cái nước me tươi đó ra mình nấu. Còn ngày nay thì ta còn làm ra cái bột me cho mình nấu. Miễn sao mà giữ được cái lập trường đó, mình biết nắm vững được cái công thức đó, gọi là chánh Pháp đó. Rồi bây giờ mình đang đứng nấu cà ri, cái ta hỏi nấu gì vậy? Dạ em nấu cà ri. Ủa sao nấu cà ri ăn khe vậy? Nấu cà ri đáng lý là phải chỉ ướp nước tương chứ. Cho là mình làm trật đi. Cho nên chánh Pháp cần phải học. Mình học chánh Pháp á, không phải để mình khoe khoang với ai, nhưng mà học chánh Pháp nghĩa là đây là bổn phận và việc của mình. Vì mình là Phật tử quy y Phật thì chúng ta quy y chánh Pháp, gọi là quy y Pháp. Mình làm việc của mình chứ có làm gì khác đâu. Không, tôi là Phật tử, tôi không học Pháp. Mà không học Pháp tức là mình chỉ biết được ba mình là ai, mẹ mình là ai, mà mình không biết lịch sử, không biết mẹ mình tên gì, họ gì, gọi là mẹ mình xuất thân từ ở thành phố nào, ở đâu vân vân. Cho nên mình học chánh Pháp không có gì mới mẻ cả. Nghĩa là mình như vậy, mình học như vậy. Cũng giống như mình là người Việt Nam thì ít nhiều cũng có biết chút ít lịch sử Việt Nam. Cơ bản nhất là mình cũng tự hào mình là con rồng cháu tiên, rồi kể được câu chuyện trăm trứng trăm con, thí dụ vậy. Chứ người Việt Nam thì ít nhất cũng phải nắm được một chút lịch sử cơ bản nhất. Nhưng mà người Việt mà không biết gì về Việt Nam hết thì cũng không được. Thì Phật tử cũng thế. Cho nên mình phải nắm cho vững. Hồi xưa một vị tổ nghĩa là nắm vững dây cương giữ lập trường. Nghĩa là mình phải nắm cho được cái cương con ngựa. Giống mình cởi ngựa, mình nắm được cái cương ngựa rồi thì mình điều khiển được con ngựa. Mình nắm được cái cương ngựa rồi, mình nắm được cái đó rồi thì mình điều khiển được con ngựa. Mình cầm cái roi nhưng mà mình lại điều phục được con ngựa. Thì Đức Phật cũng nói như thế. Một cái người chăn ngựa cũng phải biết cái cách chăn con ngựa thì con ngựa mới thuần phục. Một người chăn bò phải biết cái cách chăn bò thì chăn con bò mới được. Mình nuôi bất cứ con gì mình phải biết nó, mình mới điều phục nó được, phải không? Vậy thì chúng ta có ba đứa con thân miệng ý, mình phải biết nó để làm gì? Điều phục thân miệng ý. Không thôi thì thôi, cái miệng nó nói nó lúc nó muốn nói gì nó nói ngày nói đêm, nó gặp ai nói nấy, nói không kiêng nể, là nói hồi thì sao mình lãnh đạm. Người ta đâu có ai thấy tôi ghét cái miệng đó đâu, ta nói tôi ghét nó, tôi ghét cái người đó, nhưng mà rốt cuộc từ đâu ra? Từ cái miệng. Vậy thì cái đứa con này nó làm cho người ta ghét trọn vẹn cả thân tộc, từ cái thân, cái miệng, cái ý. Đạo Phật tu không ngoài ba cái đó. Hỏi tu cái gì? Tu thân, tu khẩu, tu ý, chứ không có gì đâu. Chỉ cần mà bởi vì con người của mình là bộ máy, mỗi ngày là mình bộ máy của mình làm việc. Ý nghĩ đưa ra hành động, ý nghĩ đưa ra lời nói. Cho nên hễ mà cái nguồn điện mà nó vững á thì nó phát ra, cái nguồn điện mà nó tốt đó, nó phát ra. Cho nên cái máy quạt đó, mặc dù nó có cái cánh quạt nó quạt nhưng mà nó phải nhờ điện, điện ghim vào, có điện thì cánh quạt nó phát ra. Thì cái tiếng chuông này nè, đây, cái chuông này nó có khả năng phát ra tiếng, cái dùi này nó có phải có khả năng phát ra tiếng, nhưng nó nhờ ai? Nhờ cái người thỉnh chuông. Nhưng nếu người thỉnh chuông không đủ lực cũng không phát ra được tiếng chuông. Giống như cái dùi này, cái dùi này thật sự đối với cái chuông này là nó hơi nhẹ. Cầm cái dùi chuông lên mình phải biết nặng nhẹ của cái dùi chuông để mình phát ra tiếng chuông. Cho người thỉnh chuông cũng kinh, là cũng cả một quá trình kinh nghiệm đó. Chứ quý vị thấy gì chứ không phải vậy đâu. Đừng tưởng là cầm cái dùi chuông là thượng phương bảo kiếm trong tay. À, tôi muốn ai lại là tôi cái bon nha. Tôi muốn ai đứng dậy tôi làm cái chụp nha. Cầm cái dùi lên là phải biết cái dùi này nặng hay nhẹ. Và thậm chí rờ cái chuông là biết chuông này cái chất lượng của nó như thế nào. Bây giờ cầm cái dùi này nó nhẹ quá với cái chuông này thì phải ra lực thêm một chút. Nếu mà không đủ lực thì nó vậy, nó nhẹ vậy thôi mà không phát tiếng. Còn nếu mà muốn ở một đại chúng được nghe thì phải gia tăng lực một chút để tiếng chuông này nó phát đúng đúng. Vậy thì cái lực là gì? Chính là cái chỗ thu nhận tiếp xúc. Cho nên lá cờ Phật giáo 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Và 5 màu đó tượng trưng cho 5 lực: tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Nhưng mà 5 cái lực này từ đâu ra? Từ 5 căn: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Có căn mới có lực. Cho nên ngũ căn ngũ lực phải đi chung. Mình có cái lỗ tai là căn, nhưng mà mình không có năng lực của lỗ tai nghe không được, ta nói mình không nghe. Cho nên có căn nhưng mà phải có lực của lỗ tai. Rồi người ta nói mà nghe mà không đủ lực cũng bị buồn vui theo lời nói ta liền. Còn có đủ lực, có lực chánh niệm lực rồi đó, có niệm lực rồi thì sao? Ồ, tôi có nghe nhưng vì định lực tôi vững, tuệ lực tôi vững, cho nên tôi nghe mà tôi không bị dao động. Hiểu ý không? Cho nên mình phải có cái lực của mọi thứ. Người ta ghét ai đó ta chỉ nè đó, để ý nha, để ý người đó nghe ghê lắm đó. Mà không biết ghê cỡ nào, mình chỉ nghe ta nói, mình ta trợn mắt ta nói để ý người đó ghê, bắt đầu từ đó cái mình ghê theo. Mình ghê hùng, ghê ghét vô cớ vậy mà mình không có cái lực của con mắt. Mình có cái thị lực, nghĩa là có cái khả năng thấy thôi, nhưng mình không có cái nội lực của con mắt để mình nhận lấy biết. Có nhiều khi chính cá nhân người đó không thích thôi chứ đâu dính dáng gì tới mình. Thì tại sao mình lại phải mất cái lực của mình ở một cái việc mà không dính dáng với mình? Cho nên đó, trong cái 5 cái pháp là ngũ căn ngũ lực. Cái lá cờ Phật giáo 5 màu đó. Ngoài ý nghĩa của 5 giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè, bờ cờ bạc bê tha, tượng trưng cho 5 giới trên lá cờ đó. Lá cờ đó còn tượng trưng cho ngũ căn và ngũ lực. Lực là sức mạnh, nhưng mà cái sức mạnh của mình nó phải có năng lực đúng cách thì sao nó không có hư máy. Có những cái máy, thí dụ như cái máy sinh tố, nó có lực xay không? Có. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ rau vô trong đó mà chúng ta không cho nó một chút nước thì nó vẫn xay, nhưng mà nó ráng lết, nó không xay mà nó lết. Nó lết chừng chút thôi là nó cháy máy, là vì nó không có cái gia thêm một chút nước để làm cho cái dao trong cái máy nó xay nó một cách dễ dàng thông suốt. Rồi bây giờ nếu như cái máy đó mình đổ nước cho nó xay, nhưng mà mình xay cái máy một chút mà mình nướng cả tiếng đồng hồ thì bắt đầu tới cái bộ máy ở bên dưới nó bây giờ nó nóng quá, nó nóng. Xay một hồi nghe mùi, xay lá dứa mà không còn mùi lá dứa nữa. Bây giờ là cái mùi khác của cái máy. Thấy không? Như vậy chúng ta một cái máy bên ngoài đang sử dụng, nhưng chúng ta là một cái máy có nhãn lực, có nhĩ lực, có nhãn lực, nhĩ lực, có tỷ lực, mà chúng ta không dùng cái lực của nội tâm mình để soi chiếu các cái lực bên ngoài thì chúng ta bị bên ngoài nó tấn công, cho nên mình dễ bệnh. Ví dụ bây giờ sức khỏe mình tốt, bước ra sân dù có mưa, mưa cũng không làm mình bệnh, có gió, gió cũng không làm mình cảm. Còn mình không đủ lực thì sao? Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi xương, chút xíu gì cũng đau bệnh. Người ta nói một câu buồn nguyên ngày, nhưng mà ở câu đó sao? Lúc nào nhưng mà mình xoay qua con mình, thôi đi con, gió thoảng ngoài tai, con buồn chi. Nhưng mà mình buồn một cái người bạn nào đó suốt năm nay rồi. Thành thử ra mình cũng đi thuyết pháp vậy, thuyết pháp dạo. Dạo thôi chứ đâu có vô dạo đàn chứ đâu có vô được bản nào đâu. Cầm cái đàn còn thấy quái hùng lắm đó. Ta tưởng đâu mình biết đàn, ai nghe đâu mình hát bài đập vỡ cây đàn. Còn không thì hôm qua tôi đến nhà em thì sao? Vô ra về mới biết rằng quên cây đàn. Mình có cây đàn mà đi tới đâu bỏ quên đó. Pháp Hòa nói như vậy để mà đại chúng coi như là khơi đầu cho cái việc là chúng ta tu tập đó, là chúng ta nhìn lại, quay trở lại. Mình quay trở lại để mình phải biết được cái máy này nó có khả năng gì nó phát ra. Tự thân chúng ta mỗi người đều có một cái lực, nhưng cái lực đó chúng ta sử dụng như thế nào để nó không có tổn lực, không có hao lực, không có mất lực, và cuối cùng không có bất lực. Còn không thì chúng ta có rất nhiều lực nhưng chúng ta không phát huy được. Chúng ta tưởng ai đó là một trụ trì, nhưng mà không, mình cũng là trụ trì. Mình trụ cái tâm mình cho vững để mình duy trì chúng sanh, từ con người tới hoàn cảnh. Cái vị trụ trì ở một ngôi chùa cực lắm. Không phải là một cái không phải là nếu ai hiểu và sống theo cái chữ trụ trì mà là chủ một ngôi chùa rồi có quyền có uy rồi ăn sung mặc sướng, ăn trên rồi không, đó không có hiểu được hết và chưa thực hiện đúng nghĩa của trụ trì. Người trụ trì là nếu theo cái nghĩa thường trụ vững ở đó để duy trì mạng mạch từ cái cơ sở vật chất cho đến cái nguồn lực sinh hoạt ở đó. Nếu theo cái nghĩa thường là vị trụ trì là ở vững và duy trì Phật tử, duy trì đời sống tu tập. Mình trụ trì sao mà từ 200 người trụ riết còn có 2 người, 3 người, 5 người là mình biết là có một cái gì đó ở trong cái cách mình duy trì đó. Cũng giống tiệm, mình mở tiệm thôi, mình mở khách mà mình mở ra mình từ từ sau khách mình đi đâu hết thì mình cũng phải nhìn lại cái cách mình service hoặc là thức ăn mình sao vân vân. Tức là khi mình thấy nó có những cái biến đổi thì chúng ta phải lập tức quay trở về. Cho nên từ cuộc sống của chúng ta, từ bản thân của mình, nếu mình thấy mình có những biến đổi phải quay trở lại. Vì bản chất tu tập là phải quay về với chính mình, quay về với chính mình để nhận ra mình, để mình sống hết mình. Sống hết mình nhưng mà mình biết lực của mình mới hết mình được. Không thôi mình hết trước khi hết mình nghĩa là mình tận cái khả năng của mình trong cái nguồn sinh lực của mình, chứ không phải hết mình theo kiểu xả láng để rồi mai sáng về sớm. Mà chúng ta hết mình bởi vì cái tâm lực của chúng ta mênh mông, cái nguồn sống chúng ta vô tận, cái tâm lực chúng ta vô tận. Cho nên cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, không phải chỉ là những câu chỉ phát nguyện mà quên thấy được cái lực của mình. Tại sao mình chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Nếu chúng ta không có từ bi lực nó lớn mạnh hơn thì mình độ chúng sanh nửa chừng thôi là mình thối lui rồi. Tại vì chúng sanh rất can cường, chúng sanh rất cứng cỏi, không dễ độ. Cho nên muốn có được cái chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì phải thấy được cái khổ của chúng sanh, phải thấy cái khổ tận cùng của chúng sanh và thấy cái tâm từ bi của mình phải tận cùng, mình mới độ họ được. Thôi đừng nói độ ai, nội con mình thôi, nội cháu mình thôi, em mình thôi, mình thương mình nói hết sức vậy đó. Rồi nó ngồi nó gật gù, mình tưởng đâu nó nghe, cuối cùng đứng dậy làm trật lắm. Mà mình khổ cái mình càng nói nó làm gặp tới nữa. Đó, nhiêu đó thôi. Rồi mình kiểm lại coi mình có đủ cái lực để mình tiếp tục. Đó là chưa nói phiền não vô tận mới có chúng sanh thôi. Mà rồi độ chúng sanh bên ngoài đâu thấy, độ chúng sanh trong này cũng mệt mỏi lắm. Độ mấy đứa chúng sanh trong nội tâm của mình, đứa tham, đứa sân, đứa si, đứa mạng, đứa nghi này đấy, chúng sanh trong người mình độ nó cũng mệt lắm đó. Mình mới vừa học cái bài nhẫn, trời ơi, mình thấy mình ngước lên mình thấy Phật, mình tha thiết, rồi mình nhìn qua mình thấy vị thầy kia mà mình dữ dội lắm, rồi tới hồi sau ra đụng chuyện sao nó đâu mất tiêu hết trơn hết trời. Thì mình biết là nội độ chúng sanh nội tâm mình thôi cũng là một quá trình. Nếu mình không đủ cái lực làm sao ôm ấp được nó, làm sao thấy được nó và làm sao độ được nó. Mình muốn độ là mình phải thấy nó, hiểu nó, mình mới độ được. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đối với Ngài Xá Lợi Phất. Một hôm Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Đức Phật làm sao để mà... Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật đó, làm sao thành tựu được cái thân nghiệp không lỗi, ngữ nghiệp không lỗi và ý nghiệp không lỗi để thành tựu được thân khẩu ý thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi đơn giản thôi, làm sao để con thành tựu được thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp không lỗi, làm sao để con thành tựu? Thì Đức Phật dạy có một pháp thôi. Đức Phật dạy như thế này: này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thành tựu một pháp có thể nhiếp thọ những pháp của ông đã hỏi và vô lượng vô biên Phật pháp khác. Ngài Xá Lợi Phất hỏi làm sao mà điều phục được thân miệng ý thanh tịnh. Mà Đức Phật nói chẳng những độ được vô lượng, thành tựu nhiếp thọ được các pháp mà ông hỏi, mà cũng như tất cả vô biên Phật pháp khác, chỉ có một pháp thôi. Là pháp đó là pháp gì? Đức Phật dạy thế nào là một pháp? Đó là bồ đề tâm và tín nguyện đầy đủ. Một pháp đó thôi, bồ đề tâm, tín nguyện đầy đủ. Tại vì bồ đề tâm là gì? Là tâm sáng suốt. là cái tâm sáng suốt, tâm giác ngộ, tâm đầy đủ từ bi và trí tuệ, nó mới duy trì được những cái đó. Hồi đó bà biết có một cái chị đó, bà quen trong xóm, chị nhúng lửa nấu ăn. Quý vị nhớ cái lò đất không? Cái lò bằng đất mình kêu là cái cà ràng. Cái cà ràng mà thường ở Việt Nam mình nhúng lửa, và nhớ hồi nhỏ là chẻ củi ra nhỏ là chất lên. Ai có tiền sang thì mua củi dầu, củi lửa đó, để làm mồi. Còn không có thì lấy vải vụn, hay lấy có ai nữa có miếng xăng, miếng dầu chế vô để cho nó bắt lửa. Đó là hồi nhỏ nha. Hồi nhỏ mà nấu ăn là có bà thấy vậy. Thì cái chị này mỗi ngày nấu ăn nhóm lửa, thì chị nhóm mà bữa nào mà gặp củi ướt á, vô không phải nó không cháy á, thì làm sao biết không? Đóng cầm nguyên cái cà ràng đập cái bóp. Rồi bây giờ cái trong cái lúc mình nóng thôi, đập cái cà ràng tới hồi giật mình, ủa giờ rồi đâu đó. Thế là nhịn đói ngày, hoặc là phải tốn tiền hơn nữa để đi mua thức ăn. Mà cứ vài ba tuần là nghe chỉ đập cái lò, vài ba tuần là nghe đập cái lò. Là vì sao? Nóng tính. Nóng tính. Cho nên đó, mình đó, có một cái pháp, nhưng mà nếu chúng ta không có tỉnh thức, không có giác ngộ, không có tính, không có nguyện, thì cái pháp này nó không giữ được cái gì hết. Nó không giữ được gì hết. Chứ trong kinh Đại Thừa, Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật như vậy, mà Đức Phật chỉ nói giữ có một pháp thôi, đó là Bồ Đề Tâm. Đầy đủ cái Bồ Đề Tâm, đầy đủ cái tính và cái nguyện. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là Đại Bồ Tát thành tựu một pháp, thì có thể nhiếp thọ vô biên Phật pháp. Tất cả các pháp xung quanh mình gọi là vô biên đó. Nhưng mà chỉ cần mình giữ được cái này thôi, đó là gì? Bồ Đề Tâm, tính, nguyện, thì không có pháp nào mà chúng ta không làm được. Bây giờ nói đơn giản ha, chỉ cần mình biết trong nhà mình có đủ 3 món căn bản: bột nấm, muối, đường. Nấu ăn theo kiểu người Việt mình là nấu cà ri, nấu canh chua, nấu gì cũng không ngoài đường, muối, bột ngọt. Thì bây giờ mình nắm được 3 pháp: Bồ Đề Tâm, tính, nguyện, thì vô lượng vô biên pháp chúng ta đều giải quyết được hết. Nhiếp thọ là gì? Chúng ta thu nhiếp, tiếp nhận và chuyển hóa được. Cho nên là Đức Phật mình hay nói cúi xin đức từ bi nhiếp thọ. Hồi đầu mình nói đệ tử chúng con từ vô thị, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Mình nói ra hết. Nói cuối cùng mình nói sao? Cuối sinh đức từ bi nhiếp họ. Đó, mình thật tình khai báo. Con là vậy nè. Con là vậy nè. Con là gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê nè, đóng tâm sanh tử đã bao lần nè. Đó, mình nói hết những cái đó. Nhưng cuối cùng mình chỉ mong gì? Đức từ bi đó. Cái đức từ bi là lấy cái ân đức từ bi mà nhiếp thọ. Đó, nhiếp thọ là gì? Nhận mình, tiếp nhận mình. Cho nên trong cuộc sống này không có hạnh phúc nào khi có ai đó nhiếp thọ cho mình. Nghĩa là người thân mình xung quanh cũng vì thương mình mà nhiếp thọ. Thì Đức Phật dạy tiếp: Này Xá Lợi Phất, tín nguyện đầy đủ, đó là bền chắc chẳng thể phá hoại được, là nói vững vàng chẳng thể động được. Nói chẳng động là vì không đánh mất. Vì không đánh mất thì có thể khéo an trụ. Vì khéo an trụ nên chẳng thối chuyển. Vì chẳng thối chuyển nên quán sát chúng sanh. Vì quán sát chúng sanh nên đại bi nảy nở. Vì đại bi nảy nở nên chẳng mỏi mệt. Vì chẳng mỏi mệt nên thành thục chúng sanh. Vì thành thục chúng sanh nên biết tự vui. Vì biết tự vui nên không khi nên không hy vọng, vì không hy vọng nên chẳng nhiễm trước đồ dùng, vì chẳng nhiễm trước nên làm chỗ nương tựa chúng sanh, vì làm chỗ nương tựa chúng sanh nên săn sóc chúng sanh hạ liệt, vì săn sóc chúng sanh hạ liệt nên làm người cứu tế, vì làm người cứu tế nên làm chỗ về đến, vì làm chỗ về đến nên chẳng vội gấp, vì chẳng vội gấp nên khéo quán sát, vì khéo quán sát nên không oán ghét, vì không oán ghét nên khéo để nhiếp tín nguyện, vì khéo nhiếp tín nguyện nên không chỗ để còn, vì không chỗ để còn nên khéo thanh tịnh, vì khéo thanh tịnh nên trắng láng tốt, vì trắng láng tốt nên rời cấu uế nơi trong, vì rời cấu uế nên trong nên thanh tịnh nơi ngoài. Đây là cái cách Đức Phật chỉ. Khi mình bắt đầu một cái pháp nó trúng thì nó đưa tới cái pháp thứ hai, từ pháp thứ hai nó nhảy qua cái pháp khác, phải không? Ví dụ mình nấu món ăn thôi, đúng không? Vì có cái lò tốt cho nên mình mới nấu ăn tốt, vì có cái chảo tốt cho nên xào thức ăn rất ngon, vì có đầy đủ gia vị, có muối cho nên món ăn mặn mòi đầy đủ, vì mặn mòi đầy đủ cho nên ăn nó giòn nó ngon. Tức là vì cái này có cho nên cái kia có, vì cái này có nên cái kia có. Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh, vì thí dụ như vì cái gì? Vì khéo an trụ nên chẳng thối chuyển. Vì mình khéo an trụ cho nên đâu có thay đổi. Vì chẳng thối chuyển nên quán sát chúng sanh. Pháp Hòa ví dụ bây giờ ngồi yên đây nè, Pháp Hòa ngồi yên đây, đại chúng cả ngày nay đi tới lui cho ai đi qua Pháp Hòa biết hết, tại Pháp Hòa ngồi yên. Còn nếu Pháp Hòa đi tới lui hỏi nãy thầy có thấy cô đó không? Có thấy nhiều cô lắm chứ một cô. Hiểu không? Mình di chuyển, mình chuyển động thì đâu thấy. Thì tâm của mình đúng không? Mình ở yên thì mình mới thấy rõ. Cho nên mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương và nhìn rõ lại mình. Thì khi mình thấy được rồi thì tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim. Nghĩa là tôi hiểu được rằng vì sao tôi sống, vì xung quanh tôi còn rất nhiều người có thể cần tôi. Cho nên mình không có chết vì một người nào hết. Vì chẳng thối chuyển nên quán sát chúng sanh. Quán sát là nhìn kỹ. Vì quán sát chúng sanh cho nên đại bi nảy nở. Trời ơi, mỗi người đi ngang tôi thấy mỗi người mỗi bệnh, mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi hoàn cảnh, cho nên đi qua hết. Rồi cuối cùng mình hát cái bài người đi qua đời tôi. Mỗi người đi qua và tôi người nào tôi cũng thấy được. Vì quán sát chúng sanh nên đại bi nảy nở, vì đại bi nảy nở nên chẳng mỏi mệt. Có những người người ta đi làm từ thiện, người ta đi tới những cái vùng sâu vùng xa và người ta thấy cái khổ quá trời quá đất. Nhiều khi người ta nghĩ thôi mình tới đó mình cho vậy được, mà tới đó rồi mình thấy có rất nhiều nhu cầu khác người ta cần. Có một lần các vị hay làm một cái danh sách từ thiện. Thí dụ như ở nơi này, gia đình này ta chỉ cần mình cho thức ăn thôi. Nhưng mà có 10 hộ trong này ta rất cần tiền bảo hiểm chữa bệnh. Tại có trong này có 10 gia đình là người ta bệnh, đang ở trong hoàn cảnh bệnh. Cho mình biết mỗi hoàn cảnh để chi? Để mình gia tăng cái sự giúp đỡ. Ngoài gạo nước ra mình có thể cho thêm tịnh tài để các vị có phương tiện chữa bệnh. Cho nên ở bên Đài Loan có Pháp sư Chứng Nghiêm. Ở bên Thiên Chúa Giáo là có Mother Teresa, tức là cái vị mà nữ tu mà làm việc từ thiện. Phật giáo có ni sư Chứng Nghiêm ở Đài Loan. Hiện nay trên thế giới những người mà cộng sự làm từ thiện với ni sư có mấy chục ngàn người, hàng triệu người. Và ni sư làm việc rất có bài bản, chứ không phải làm kiểu như mình là có tiền cứ nghe chỗ nào khổ mình đem tới. Ni sư bài bản lắm. Chỗ nào mà khổ nghèo, ni sư cho người tới điều tra trước, tìm hiểu trước. Thật sự nơi này cần cái gì? Và nếu như cần thiết, ni sư tạo dựng cho họ có công ăn việc làm để họ hết cái nghèo. Họ có công ăn việc làm chứ không phải chỉ tới cho. Tại vì ni sư quan niệm mình cho cái gạo người ta ăn rồi mai người ta hết, tuần người ta đói tiếp. Bây giờ mình phải làm sao người ta có khả năng, người ta duy trì sự sống của người ta. Thì ở đây cái tâm của mình cũng vậy. Vì mình quan sát chúng sanh, mình thấy cái nỗi khổ của chúng sanh, cho nên lòng từ bi không bao giờ bị đoạn mất. Tại đây vì quan sát chúng sanh nên đại bi nảy nở, mà vì vậy cho nên làm việc mà chẳng mỏi mệt. Vì chẳng mỏi mệt cho nên thành thục chúng sanh. Là vì không mỏi mệt cho nên cái sức nhẫn nại của mình chính là cái khả năng chuyển hóa chúng sanh. Có một cô Phật tử ăn chay, thì cô có một đứa con trống. Thì người anh, người chị, người gia đình trống. Thì Pháp Hòa mới khuyên cô là nên ẩn nhẫn. Người ta không có chửi bới chuyện ăn chay, không nói gì hết á, nhưng mà gây chướng ngại. Thì cổ ăn cái lén lấy thức mặn bỏ vô, chứ không nói vậy. Thì Pháp Hòa nói thôi, cái đó là cái thử thách. Thì quý vị biết không, có một ngày đó cả nhà cô, người nhà cô thay đổi cách sống. Bây giờ yểm trợ cô ăn chay. Và mỗi khi biết là ai đi đâu về, ăn cái gì, cũng đều mua về một phần thức ăn chay cho cô. Cô mừng lắm. Thì Pháp Hòa mới nói đó là cái gì cô có cái nhẫn nại để cho cô chuyển hóa cái nhìn của người khác. Nhiều khi người ta thử của mình đó, mình nói mình ăn chay mà thật lòng mình có chay không? Mình chay ở cách sống, chứ không phải chay ở cái miệng không? Không phải chay ở miếng ăn không? Mà mình hãy chay ở cái cách sống của mình. Nhiều khi mình ăn thì món chay nhưng mà chửi bậy quá, mình la hét, mình nói bậy quá, ai đụng tới mình dữ dằn, mình la hét quá. Thì đôi khi nó chỉ chay ở cái món ăn mà nó không chay qua ngôn ngữ mình nói. Và đôi khi mình chay ở món ăn nhưng mình không chay được cái tư duy của mình. Thật ra cái chữ chay là mình nói trại đó, chứ đúng mình phải nói là trai. Bởi vì chữ trai TR nghĩa là trong sạch tinh khiết. Thí dụ như ngài trai, trai tăng, chứ không ai dùng chữ chay tăng. Trai tăng, trai tăng là gì? Là bữa ăn thanh tịnh cúng dường cho chư tăng. Ví dụ bây giờ quý vị biết chùa đó đang có mùa an cư, rồi quý vị nấu thức ăn ở nhà đó, từ hôm nay, trưa nay gia đình con mang thức ăn lên cúng dường chư tăng, đó là trai tăng đó. Trai tăng không có nghĩa là phải có tứ vật dụng cái gì, hay là có hữu sự gì mới được làm lễ trai tăng, không? Không phải. Bất cứ lúc nào mình có một bữa cơm mình cúng dường chư tăng đều là trai tăng hết. Vì bữa đó là một bữa cơm trai, thanh tịnh, cúng dường cho chư tăng, thì gọi là trai tăng. Nhưng mà vì chúng ta có những hữu sự hoặc có những cái vật cúng dường thêm, thì chúng ta thêm thôi. Ví dụ cúng chai dầu, cúng cái lưỡi lam cạo tóc, cúng bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lau mặt, cái đó là mình thêm. Chứ còn trai tăng nghĩa đơn giản của nó là một bữa cơm cúng dường chư tăng. Vậy thì ở đây cái chữ thành thục là gì? Tại sao mình thành thục được? Vì chúng ta không mỏi mệt. Không mỏi mệt. Và chính cái việc làm không mỏi mệt của mình, vì đại chúng mình làm, cho nên cái người ta nhìn vào người ta thấy, người ta học được cách của mình. Có lần Pháp Hòa cũng có tâm sự, cũng có trình. Các vị thấy Pháp Hòa đứng chụp hình. Thưa đại chúng, Pháp Hòa không có ham chụp hình. Nhưng mà Pháp Hòa biết trân trọng những người Phật tử đến với mình. Tại sao Pháp Hòa không ngồi? Nói thầy ngồi để đi mỏi chân. Dạ. Pháp Hòa làm được là tại sao? Vì Pháp Hòa thấy có những vị đứng chờ chụp hình. Tại sao người ta đứng chờ mình mà mình không đứng được? Và có những vị bước vô chụp hình với Pháp Hòa đâu phải là những người trẻ không? Có những bậc đáng ông bà của mình, đáng cha mẹ của mình. Làm sao mình dám ngồi để các vị đó đứng? Không dám. Và nhất là khi mình đứng mình nhìn đi qua những cái vùng mà Phật tử đứng ra tới ngoài cửa chùa luôn. Bây giờ đứng có 2 tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mới vào vấn đức. Trừ cái trường hợp là ở một cái hoàn cảnh nào người ta xếp mình phải ngồi thôi. Chứ còn nếu mình được quyền chọn, Pháp Hòa sẽ chọn được. Tại vì như vậy, người ta đứng chờ thì mình phải đứng chờ. Và nhất là những người bước vô chụp hình với mình, có những bậc trưởng thượng, làm sao mình dám ngồi. Như vậy thì Pháp Hòa thưa đại chúng, như vậy là cái gì? Ở đây là cái sự không mỏi mệt của mình. Để không mỏi mệt của mình. Và giống như một người mẹ mà làm việc trong nhà không mỏi mệt, chính là cái hình ảnh một người mẹ cần cù lam lũ. Pháp Hòa có một người cô không có lập gia đình, và cô sống vì cả đại gia đình. Từ sáng tới tối là cô với bếp, giặt quần, giặt áo, nấu cơm, cho nên lúc nào người tay chân cổ lỡ, nước lỡ. Cho nên hãy nhắc tới người cô đó là trong đầu các cháu một hình ảnh một bà cô lúc nào cũng sống hy sinh vì con cháu. Cho nên vì chẳng mỏi mệt cho nên thành thục chúng sanh. Vì thành thục chúng sanh nên biết tự vui. Tự vui là gì? Mình bằng lòng với những gì mình đang làm. Pháp Hòa có một cái tâm nguyện nhỏ. Thôi bây giờ mình ở bên chỗ của mình, mình không làm được vì lớn lao cho Phật Pháp, thì thôi mình làm theo khả năng của mình. Pháp Hòa bắt đầu từ năm 2003, bắt đầu mở những khóa tu cho thanh thiếu niên, các em nhỏ. Và thời đó đó, đâu có ai phụ mình đâu. Pháp Hòa nhận 100 em, tự nấu ăn, tự chơi với các em, tự dạy. Cái gì cũng một mình làm trong những khóa đầu. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ gì? Mình khả năng mình tới đâu, mình làm tới đó. Và mình làm để đền đáp cái công ơn mà Phật tử ở vùng đó đã trợ duyên cho mình. Người ta trợ duyên cho mình trong Phật sự thì mình phải tổ chức tu học để đền cái ơn cho Phật tử. Cho nên khóa tu xuất gia giao duyên cũng khởi ý từ đó. Pháp Hòa cho các vị địa phương về tập tu xuất gia giao duyên trong suốt 10 ngày như vậy để đền công đức của các vị yểm trợ cho tu viện. Từ đó cái khóa tu nó lây ra, chứ hồi đầu không dám nghĩ gì hết. Chỉ nghĩ đơn giản là mình làm để đền ơn Phật tử, những người đã trợ duyên cho mình. Thì mình lấy cái công đức tu tập của mình và hướng dẫn các vị tu tập. Thì đó là cái mà mình cần làm cho Phật tử. Người ta yểm trợ mình ở một mặt khác, mình yểm trợ về một mặt khác, điều tinh thần. Cho nên thành thục chúng sanh tự biết tự vui là gì? Tự vui nghĩa là tự mình vui với cái việc làm của mình. Rồi điều này nữa là khi các vị chuyển hóa được một cái cơn sân si phiền não của mình, giây phút đó mình phải tự vui với chính mình là mình đã thắng được. Đừng có nghĩ rằng mình thắng được người kia mình vui. Không có vui đâu. Tại vì người ta hận mình, ta ghét mình, ta tìm cách tiếp. Cho nên mình bắt đầu mình lại sống phập phồng, lo sợ, lúc nào cũng phòng thủ. Còn mình nín, mình nhịn, mình tự vui là mình đã thắng được cái cơn giận tức của mình. Và mình đã dẹp được một cái người oán với mình. Còn nếu không dẹp thì là họ bớt cái oán với mình. Mình nhịn là bớt cái oán. Cho nên Đức Phật dạy kẻ thua thì thêm oán, kẻ thắng thì thêm oán. Người thua ngủ chẳng yên. Cái người thắng á, cái người mà người ta thắng thì cái người thua là oán cái người thắng. Cho nên người thắng thì thêm oán. Kẻ thua thì ngủ chẳng yên, tức. Còn cái người mà được thắng thì nhớ nha, hễ mình thắng một việc là trong đó, trong việc mình thắng sẽ có một người oán mình. Kẻ thua ngủ chẳng yên. Có phim Tàu hoài thấy đó. Người nào mà thua trận đừng nói chi chuyện gì làm ăn bất cứ gì, nội thua chuyện tình cảm thôi. Nó đem tâm, nó hận thù, rồi nó dèm pha, nó làm cho mối tình này đổ vỡ, khổ đau vậy. Cho nên kẻ thua, người thua thì, người thắng thì thêm oán, kẻ thua ngủ chẳng yên. Cho nên Đức Phật dạy hoan hỷ tự vui là gì? Khi thắng được chính mình. Vì không, vì biết tự vui nên không có hy vọng, vì không hy vọng nên chẳng nhiễm trước. Hy vọng cái gì? Hy vọng mình hơn, mình nổi tiếng là không. Cho nên các vị hay dùng cái từ nổi tiếng cho thiệt sự người tu không có gì nổi tiếng hết. Không có gì để nổi tiếng hết. Cho nên đại chúng là, một là mình đi nghe chùa, nghe Pháp, xong bài Pháp rồi trang nghiêm chắp tay thôi, chắp tay xá thôi. Không có cần phải vỗ tay, vỗ chân gì hết. Mà chẳng cần dùng cái từ cao xa. Cho nên bao nhiêu năm về trước Phong cũng thưa vậy đó. Đại chúng cứ đơn giản, người tu mình đó, Ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma dạy, nếu sau nhiều năm tu hành mình kiểm lại mình thấy mình đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, từ tốn hơn, khiêm cung hơn. Nếu mình thấy được những cái đó mình hơn sau một thời gian tu thì mình biết mình on the right track, là mình tu trúng rồi đó. Còn tu mà sao thời gian sau cái mình nóng nảy hơn, mình ta đây hơn, đúng không? Mình quay quyền hơn, ai cũng sợ mình hơn là mình biết là mình cũng right track rồi đó. Đường thì nó có nhiều đường, ma đạo hay Phật đạo, mà hãy tu theo Phật đạo thì không có mấy cái đó, mà ma đạo thì cái này nó nhiều, thì tùy mình, phải không? Cho nên người ta hay nói đạo nào cũng là đạo, không chắc, không? Đường nào cũng là đường, có những đường đưa tới khổ đau và hệ lụy, có những con đường đưa mình tới hạnh phúc và an vui. Cho nên Đức Phật dạy nè, trong kinh Pháp Cú ha, đường này tới Niết Bàn, đường kia đến thế gian, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Thì cái câu đó phải hòa sửa một câu thôi để dễ cho ta dễ hiểu thôi. Đường này đến Niết Bàn, đường kia đến thế gian, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Tại mình nói chữ tỳ kheo thì đôi khi người ta không hiểu chữ tỳ kheo là gì, phải không? Bây giờ nói chung lại, ai là đệ tử Phật? Và đệ tử Phật đây không có nghĩa là phải quy y Phật, không phải là phải vô đạo Phật, không phải. Đệ tử Phật nghĩa là đệ tử của sự tỉnh thức giác ngộ. Ai là người tỉnh thức giác ngộ thì phải ý thức rõ ràng, đường này đến Niết Bàn, đường kia đến thế gian. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Chúc đại chúng biết đường nào đi ăn cơm, chỗ nào có ăn ngon. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được thăm và chia sẻ với đại chúng sáng hôm nay. Chúc đại chúng có một ngày an lạc. Và theo chương trình thì mình sẽ đi dùng trưa, phải không? Rồi riêng phần Pháp Hòa thì 2 giờ sẽ được ra sinh hoạt lại với đại chúng qua phần trả lời câu hỏi. Cho nên quý vị nào có những thắc mắc gì thì cứ viết giấy bỏ vô chuông. Rồi món ăn của em trưa nay đó. Rồi chúc đại chúng an lạc, khỏe vui. Mới dặn đừng vỗ tay vỗ tiếp. Quen rồi đó, nghiệp đó. Thói quen là nghiệp chứ gì đâu. Rồi đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem rong đứng này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều có thành Phật đạo. Các vị khoan dậy, xả chân cho khỏe, rồi mình nghe thông báo. Đi là không biết đường đi ăn cơm ấy nha.